9 điểm rưỡi một môn vẫn trượt đại học, cần câu trả lời thỏa đáng từ Bộ Giáo dục. Công an đang xác minh vụ TikToker tố bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200.000 đồng. Thuyết pháp nhảm nhí là truyền bá mê tín dị đoan để trục lợi. 9 điểm rưỡi một môn vẫn trượt đại học, cần câu trả lời thỏa đáng từ Bộ Giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang xôn xao trước tình trạng nhiều thí sinh đạt 9 điểm rưỡi một môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng vẫn trượt đại học. Hơn 150 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2024. Điểm chuẩn vào nhiều ngành học, trường đại học đã đạt mức rất cao, gây ra sự ngạc nhiên cho nhiều thí sinh và phụ huynh. Đặc biệt có những ngành học, dù thí sinh đạt 9 điểm rưỡi một môn, một mức điểm trong mơ, vẫn không đủ để trúng tuyển. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đưa ra một số lý giải đáng chú ý trên báo chí liên quan đến vấn đề này. Ông Sơn cho rằng, điểm chuẩn cao đối với các trường sư phạm là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhu cầu xã hội đối với đội ngũ giáo viên phổ thông, đặc biệt là ở các môn như lịch sử, địa lý. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự minh bạch trong thông tin về ngành học và trường học đã khiến nhiều thí sinh quan tâm đến các trường có chất lượng đào tạo tốt, dẫn đến điểm chuẩn cao hơn. Thêm vào đó, một số ngành học có chỉ tiêu hạn chế nhưng nhu cầu lớn có thể làm tăng điểm chuẩn. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đề cập đến một giả thuyết có tính nghi vấn liên quan đến sự công bằng trong tuyển sinh. Đại ý nhiều thí sinh đạt 9 điểm rưỡi một môn nhưng vẫn không có cơ hội trúng tuyển đại học do còn phụ thuộc vào việc đảm bảo công bằng giữa các phương thức tuyển sinh. Nếu các phương thức tuyển sinh đảm bảo công bằng, đề thi phân hóa rõ, điểm chuẩn cao không có gì bất thường. Nhưng nếu không đảm bảo công bằng, thí sinh vào bằng phương thức nào đó dễ dàng hơn. Về điều này, Bộ cần phải có sự phân tích kỹ. Đây chính là vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm, nhưng câu trả lời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa được thỏa đáng. Để đảm bảo niềm tin của dư luận và người dân vào kỳ thi tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhanh chóng có những động thái cụ thể và rõ ràng, bằng cách nhanh chóng vào cuộc để phân tích và đưa ra câu trả lời rõ ràng về sự công bằng trong các phương thức tuyển sinh năm nay. Việc nhiều thí sinh đạt điểm trong mơ với 9 điểm rưỡi một môn nhưng vẫn trượt đại học có thể phản ánh những bất cập trong quy trình tuyển sinh. Nên phân tích và làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến công bằng trong tuyển sinh không chỉ giúp giải quyết những nghi ngờ hiện tại mà còn nâng cao sự tin tưởng vào hệ thống giáo dục quốc gia. Cuối cùng, nhân câu chuyện này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần rà soát và điều chỉnh những yếu tố có thể gây bất bình đẳng trong tuyển sinh đại học. Sự tín nhiệm của xã hội vào kỳ thi tuyển sinh không chỉ phụ thuộc vào kết quả cuối cùng mà còn vào quy trình và cách thức thực hiện. Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể chứng minh rằng mọi phương thức tuyển sinh đều được thực hiện công bằng và minh bạch, sẽ góp phần củng cố niềm tin của thí sinh và phụ huynh, đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng hơn trong giáo dục. Công an đang xác minh vụ TikToker tố bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, đại diện bệnh viện ca khẳng định nội dung vòi vĩnh tiền của bệnh nhân khi xạ trị trong các video lan truyền trên TikTok đều là những lời bịa đặt, vu khống. Công an cho biết đang xác minh sự việc. Chỉ huy công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm được các nội dung trên TikTok liên quan đến bệnh viện ca. Công an đang vào cuộc xác minh sự việc, trong đó bao gồm cả việc kiểm tra những tài khoản phát tán thông tin về sự việc trên nền tảng TikTok. Quá trình làm rõ các sự việc đang được tiến hành và chưa có kết luận cuối cùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp nhận các tin tức trên các nền tảng chính thống và không chia sẻ lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng. Những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền clip tố bệnh nhân mỗi lần đi xạ mất 200.000 đồng, không đút lót thì để sang tuần sau. Trong khi đó, đại diện bệnh viện ca cho biết, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video được đăng dưới tên tài khoản TikTok, DTT và một số tài khoản khác với nội dung thông tin xuyên tạc và lan truyền có mục đích xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ hình ảnh bệnh viện ca và uy tín cá nhân các y bác sĩ, cán bộ y tế. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 7 đến sáng ngày 16 tháng 8, tài khoản nêu trên đã đăng tải nhiều video chỉ đích danh tên bệnh viện ca và một số bác sĩ lãnh đạo quản lý của bệnh viện về các thông tin tố bệnh viện vòi vĩnh tiền của bệnh nhân khi xạ trị. Không đút lót, sẽ không được xếp lịch điều trị được đăng tải trong video. Bệnh viện ca khẳng định các nội dung trong video đều là những lời bịa đặt, vu khống. Đại diện bệnh viện thông tin, việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và quản lý hàng ngày tại bệnh viện, hạ thấp uy tín cá nhân và tổ chức tập thể cán bộ y tế, mà còn gây tâm lý hoang mang đến toàn thể bệnh nhân và cộng đồng xã hội quan tâm vụ việc trước các thông tin tiêu cực.
kích động, mang tính xúi dục. Để người bệnh an tâm điều trị tại bệnh viện và bảo vệ hình ảnh uy tín của bệnh viện đã gửi đơn trình báo tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý ban ngành và cơ quan chức năng trung ương và địa phương xảy ra vụ việc. Hiện nay vụ việc đang trong quá trình xử lý theo quy trình pháp luật để nhanh chóng làm rõ và đưa ra kết luận. Thuyết pháp nhảm nhí là truyền bá mê tín dị đoan để trục lợi. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tổ chức cá nhân lợi dụng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, trục lợi. Đối với các trường hợp là chức sắc, chức việc, nhà tu hành phát ngôn, thuyết giảng trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, Bộ Nội vụ đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị thẩm tra, xác minh làm rõ vi phạm một trong các nội dung nêu trên. Báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh các hoạt động truyền bá mê tín dị đoan như dâng sao giải hạn, cúng trục vong, cúng oan gia trái chủ diễn ra ở nhiều cơ sở tôn giáo làm mê muội dân chúng. Trên các kênh truyền thông của một số chùa Pháp, những bài thuyết pháp của sư trụ trì nói những điều không thể chấp nhận được, vừa không đúng với giáo lý Phật giáo, vừa phản khoa học, rất nguy hiểm. Thế nhưng nhiều người cả tin, bỏ tiền ra để cúng nạp cho thầy để xin được phước, xin được giải vong, giải hạn, xin được khỏi bị đọa địa ngục. Dọa người khác mất phước sẽ bị đọa địa ngục là truyền bá mê tín dị đoan, dụ dỗ họ cúng dường để tích cóp của cải tài sản là núp bóng hoạt động tôn giáo để trục lợi. Như ông Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã thuyết giảng rất nhảm nhí, xúc phạm tới nhiều ngành nghề như cho rằng giới luật sư là dối trá nhất. Chưa kể Thích Chân Quang còn tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật Phật giáo. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Tuy nhiên với những việc mờ ám về bằng cấp liên quan đến vị sư này cần xem xét để có hình thức xử lý phù hợp với các quy định của Giáo hội Phật giáo cũng như đúng với quy định của pháp luật. Rất ủng hộ Bộ Nội vụ và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các cá nhân tổ chức tự tung tự tác, thuyết giảng những nội dung không đúng với giáo lý, giáo luật Phật giáo, gây hoang mang sợ hãi trong cộng đồng, vận động cúng dường vì mục đích trục lợi.